Xem hết clip này bạn sẽ hiểu vì sao cô ba Bạch Tuyết được gọi là cải lương chi bảo. Cung đàn phương Nam thùng thức duy trăng, soi dòng cửu long mơ màng dịu dài. Ai gió thương ai mỏi mòn chờ đợi con sáo sang sông sổ lòng mãi viết để lại đời ai sương khói. Là phiên bản năm cô ba Bạch Tuyết 79 tuổi. Cung đàn phương Nam thổn thức dưới trăng soi dòng cửu long mưa màng diêu dời. Ai nhớ thương ai mỗi mòn chờ đợi con sáo sang sông số lòng bay vút để lại đời ai sương khói. Nhìn cô để chúng ta tin rằng tâm sinh tướng và sẽ hiểu vì sao mọi người hay nói cô ba Bạch Tuyết là con cưng của tổ nghiệp. Hãy để lại bình luận của bạn nhé. Trân trọng.